Buổi tối hôm nay thì em lên sóng quay cho các bác xem có một vài món đồ ha. Đấy, bên đây là những con âm ly đờ nông các bác này, đờ nông 750 và đờ nông 930 ha. Đấy, em có hai cặp loa CBL cặp 1008 ha, hai bát 20 và một chép kèn. Rồi, ở dưới đây thì có những con lọc và âm ly. Để em quay con lọc này trước ha. Đây, con lọc này thì em cũng bán thanh lý này, con lọc Mỹ ADC. Và cái model của nó là SS115X ha. Đấy. Dòng này thì tiếng cực kỳ hay các bác, rất là sắc bén luôn ha. Nghe nhạc và karaoke đều rất là hay. Nó có hai cái đèn tia màu đỏ nhảy ở đây này, và những cái bóng đèn này nó đều có bóng ha, nó đều có đèn hết ha. Những cái cần gạt này nó đều có đèn hết, và những cái đèn này nó màu đỏ. Đấy. Con này về tình trạng là nó bị kẹt cái nút này các bác này, kẹt cái nút red này nè. Đấy, kẹt nút này ha. Nhưng mà các bác về các bác để yên về xài bình thường này. Đấy, nhấn nó không ra. Nhưng mà mình xài bình thường ha, không bị sao hết. Đấy, cái nút EQ này nó cũng bị kẹt rồi, nhưng mà nó đang nhấn vào các bác. Đấy, nó đang nhấn vô rồi ha. Đấy, cho nên là mình về mình cắm tín hiệu là mình xài luôn. Đấy, không ảnh hưởng gì hết ha, chỉ bị kẹt hai cái nút này. Về là mình cắm mình xài luôn các bác, chứ không có cần đụng chạm cho mấy cái nút này nữa ha. Mình chỉ cần tăng giảm bát mid chép thôi, những cái cần này. Đấy. Rồi, và con này các bác cùng xem này, 2, 4, 6, 8, 10 cần ha. Mỗi bên là 10 cần chỉnh. Đấy, chia đều cho hai vế red right ha. Mỗi bên 10 cần. Rồi, đây là nắp lưng ha. Nắp lưng cũng còn khá là mới. Đấy, chỗ này dính băng keo các bác, băng mấy cái băng dính ha. Đấy, đây là phía sau của lọc này. Đường vào, đường ra này, đường ra sốc điện này các bác này. Đấy, ADC, USA ha. Con này thì sản xuất ở Nhật Bản, made in Japan này. Đấy, thương hiệu Mỹ ha, sản xuất ở Nhật Bản. Rồi, con này điện 100 cho tới 120V ha. Đấy, nó có cái cầu gạt ở đây này các bác. Rồi, vậy em sẽ mở cho các bác xem bên trong cái phần nội thất. Đấy, cái này thì em mở bằng hai tay các bác chờ em một xíu ha. Rồi, đây là bên trong nội thất của con lọc đây. Đấy, tất cả thì là hàng nguyên bản hết, nguyên xin nguyên bản hết ha. Đấy, nó bị kẹt những cái khớp trong đây các bác này. Đấy. Về các bác có thể mang ra thợ sửa ha, để mà mình nhấn là nhấn vô được, cái lò xo nó bị liệt rồi. Đấy. Nhưng mà mình xài bình thường các bác cứ yên tâm. Rồi, con ADC 115X này. Đấy, em cũng xin bán thanh lý các bác con này 2,5 triệu ha. 2,5 triệu con này này, để em bao ship này. Đấy, lỗ rất nhiều các bác. 2,5 triệu này em bao ship ha. Tất cả là hàng hoạt động hoàn hảo. Có hai cái nút đó thì mình bấm không được thôi. Rồi, và tiếp theo là một con âm ly săn xui. Đấy, Sansui AUD607F SCHA ha. Đấy, con này mặt về còn đẹp lắm. Con này các bác dùng để nghe bolero ha. Đấy, tiếng Sansui thì rất là mềm mại. Chơi được AB cộng B này. Bass chép ba lăng các bác này. Đấy, volume đây ha. Và con này nó được ốp gỗ. Đấy, xung quanh nó được ốp gỗ ha. Phía trên cũng vậy này. Đấy, gỗ thì nó cũng có miếng này nó bị xấu này. Phần dưới ha. Mé bên hông. Còn phía trên thì cũng còn khá là đẹp. Rồi, và đây là bên trong nội thất con âm ly ha. Đấy. Con này thì các bác dùng để nghe nhạc và ghép vào những đôi loa Nhật ha. Những đôi loa bãi Nhật Bass 30 này các bác chơi rất là tốt. Một cái nguồn đây, 4 tụ lọc này các bác này. Và bên trong đây là những vĩ mặt ha. Đấy. Vĩ mặt rất nhiều. Bên đây nữa này các bác này. Đấy, và tất cả là hàng nguyên xin nguyên bản ha, xin tuyệt đối hết, chạy 4 sò than dưới đây. Đây, những cái chân sò dưới đây này các bác này, chạy 4 sò than ha. Tất cả là hàng xin tuyệt đối hết. Rồi, và đây là phía sau của âm ly này. Đây, phía sau còn rất đẹp ha. Điện 100V, công suất là 200W này. Đấy, hai cầu loa AB, trở kháng là từ 4 tới 16 ha. Đấy, phía sau con này còn đẹp lắm, những đường vào AUX tuner này. Rồi, con Sansui 607F SCHA này. Đấy, em xin báo giá cho các bác ha, công suất 200W. Đấy, con này thì em đang bán là 2,8 triệu ha, 2,8 triệu bao ship. Đấy, mặt mũi còn rất đẹp ha, 2,8 triệu bao ship. Đấy, tình trạng là nguyên sinh nguyên bản, hát hoàn hảo rồi. Rồi, và tiếp theo là một con sub điện Yamaha. Đây, thương hiệu Yamaha các bác này, logo này. Và cái model của nó là IST-SW320. Đấy, con này hơi chảy trên mặt ha. Đấy, một nút nguồn này, cắt tầng và volume. Đấy, cái này cái màng nhện các bác. Màng nhện nó đóng ha. Đấy. Rồi, thùng vắt thì phía trước còn đẹp này các bác này. Bên hông đây ha, lỗ thông hơi bên hông. Con này nó có bị dập phía trên, tí em quay cho các bác xem. Đây là phía bên hông này.
đây là phía sau của shop này. Đấy, con này thì nó bị cấn chỗ này này, vận chuyển về nó bị chảy chỗ này ha, chảy cái phần đề can chỗ này. Và con này về thì nó cũng hơi phồng phồng lên chỗ này các bác này. Phồng phồng phía mặt trên ha. Đấy, phồng phồng như vậy này các bác này. Đấy, nhưng mà các bác nghe bình thường ha, nghe rất là ổn luôn, không có bị cái tình trạng mà xì gì đâu. Đấy, tất cả là nghe rất là ấm ha, không có tình trạng ù xì, các bác cứ yên tâm. Rồi đây là phía sau đây, hai cái đường vào AV này. Đấy. Rồi con này thì điện 100 này, hàng nội địa Nhật ha, công suất tiêu thụ 85W, made in Malaysia ha. Đây là nút nguồn. Nó có hai nút nguồn luôn, một nút phía trước và một nút phía sau. Rồi, con này thì được trang bị một bát 25 ốp đất. Đây, bát 25 ốp đất này, nó có một cái miếng lưới sắt ở ngoài bảo vệ ha. Đấy, tất cả là hàng nguyên bản hết và hát hoàn hảo rồi các bác. Rồi, con này em có xin báo giá cho các bác ha. Con này thì em bán thanh lý là 5.8 triệu ha. 5.8 triệu, con này là em bao ship này. Tất cả là hát hoạt động bình thường các bác. Y như là những con đẹp xuất sắc ha, nó không khác gì hết. Rồi, nó chỉ có bị hở phía trên đây. Rồi, rồi. Con này ha, rất là ngon bổ rẻ và đánh được phòng tầm 25 hoặc là 30 mét vuông trở về. Rồi, và trong đây là hai cặp loa CBL các bác này. CBL SVA 1800 ha. Hai cặp này thì có giá khác nhau, lát em sẽ quay cho các bác xem. Đây là cặp số 1 này. Đây, e căng cặp số 1 ha, quay từng cặp cho các bác xem kỹ này. E căng thì còn đẹp lắm và tiếp theo là e căng ở dưới đây. Đấy, quay từng cặp cho các bác ha. Rồi, và em mở e căng ra, quay tuyến loa. Đấy, phía trên này các bác, phía trên còn rất đẹp. Con này thì những cái chân nó về nó bị gãy các bác, chân đế ở dưới á. Đấy, cho nên là có dán lại ha, lát em sẽ quay cho các bác xem cái phần đấy. Đấy, và giá cặp này thì rất là rẻ. Đấy, em đảm bảo với các bác là không có chỗ nào mà bán giá này luôn ha. Đấy, cái chân nó bị gãy dán lại thôi, còn thùng quát thì còn đẹp lắm. Đây các bác cùng xem này, mỗi cây là nó được trang bị hai bát 20 ha, hai bát 20 và một chép kèn ở giữa này. Đấy, hai bát 20 và gân này nó thay rồi ha, gân mục đã thay, những cái dòng này về là nó mục gân hết các bác. Đấy, gân mục đã thay rồi ha, hai bát 20. Đấy, hai cái logo CBL phía dưới này. Cặp này thùng bát còn đẹp lắm. Đấy, bên hông này. Đấy, chỗ này dính cái gì màu trắng trắng ha, nó xước dòng dòng. Rồi, và em quay phía sau. Đây, phía sau của cặp này đây. Đấy, chảy nhẹ thôi các bác, không có bị cắn móp gì đâu ha. Rồi, đây là phần dưới đây. Đấy, cũng còn rất đẹp cho các bác vừa chơi vừa trưng bày. Rồi, cái model, cái thương hiệu CBL này, model là SVA 1800 ha, 8 ohm, made in USA. Đấy, công suất không có đề ha. Đấy, bên này cũng vậy, made in USA. Hai lỗ thông hơi này. Và đây là cầu loa các bác, cầu loa của nó đây ha. Rồi, và em quay nốt cái cặp số 2 luôn. Và một lát nữa em sẽ mở cái phần dưới ha, cái phần chân của nó em quay cho các bác xem. Quay cho các bác xem cái tình trạng ha. Còn đây là cặp đẹp này, cặp số 2 là cặp đẹp ha. Đấy, đây càng rất đẹp luôn các bác xem này. Rồi, và phần đây càng dưới này nữa ha. Đấy, cặp này thì các bác khỏi chê. Đấy, rất đẹp. Đây là phía trên của loa đây. Rồi, em mở những cái tuyến loa, những cái tuyến này căng ra cho các bác xem. Cặp này thì cũng thay gân giống cặp kia luôn. Đấy, tất cả về nó mục gần hết. Và chỉ có thay gân thôi ha. Những cặp này là chỉ có thay gân thôi. Tất cả còn lại là xin tuyệt đối hết các bác này. Rồi, và các bác cùng xem những cái tuyến loa ha. Đấy, thay gân rồi này. Hai bát 20 một cây. Đấy, một cặp là 4 bát 20 ha. Và hai chiếc kèn. Chiếc kèn các bác. Dòng này các bác có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke ha. Bát nó như sống rồi các bác. Bát dòng này rất mạnh ha. Các bác mà chơi cái phòng mà tầm 20-25 mét vuông là các bác nghe rất là ấm luôn. Bát những dòng JB mà đánh cực kỳ hay. Rất là sâu ha. Đấy, và đây là phía sau của loa. Rất đẹp các bác. Cặp này ha. Cặp này thì xuất sắc rồi các bác cứ yên tâm.
đây cầu loa đây. Đấy, lỗ thông hơi đây ha. Và đây là cái tem đấy, CBL SVA 1008 này, 8 ohm, made in USA ha. Hai cái đều như vậy hết. Rồi, và em cũng quay cái phần dưới cho các bác xem ha. Em lật cái loa này xuống. Rồi, đây là cái phần dưới của cặp loa ha. Đây, những cái chân này về nó bị gãy ốc các bác này, cho nên em có dán lại ha. Đấy, nhưng mà các bác nhìn thì cũng không có nhận ra đâu. Đấy, nhưng mà em báo cho các bác biết ha. Đấy, mấy cái chân này về nó bị vận chuyển, nó bị gãy những cái chân các bác. Đấy, cho nên em có dán lại ha. Dán keo lại hết rồi, chắc chắn hết rồi. Đấy, tình trạng là như vậy ha. Còn những cái chân này chân zin này. Còn cái cặp bên đây là zin hết ha. Cặp bên đây là chân zin hết. Đấy, cặp này thì em khỏi quay, nó zin hết. Đấy, tình trạng như vậy ha. Em có xin báo giá với các bác luôn. Đấy, em báo giá cặp đẹp trước ha. Cặp này đẹp xuất sắc này. Cặp này thì em đang bán là 14 triệu 5 ha. 14 triệu 5 bao ship các bác. Đấy, mức giá rất là tốt rồi. 14 triệu 5 bao ship. Còn cái cặp này thì tình trạng như vậy ha. Em có báo đầu clip rồi. Đấy, cái chân. Đấy, cặp này thì em có xin bán cho các bác là 12 triệu 5 ha. 12 triệu 500 cặp này. Đấy, em bao ship này. Đấy, rất là rẻ các bác. Cực kỳ rẻ luôn ha. 12 triệu 5 bao ship. Cái này là 14 triệu 5 bao ship này. Đấy, tất cả là nguyên bản hết, chỉ có thay gân thôi. Những cặp này ha, chỉ có thay gân thôi. Rồi, và tiếp theo là con âm ly Đờ Nông. Đây là con Đờ Nông BMA 930 này. Đấy, con này màu đen ha, nghe cực kỳ hay luôn. Đấy, chơi được AB cộng B, bát, chép, ba lăng. Đấy, volume các bác này. Low net này. Con này thì rất là mạnh mẽ rồi. Các bác ghép loa 30 ha, đánh cực kỳ căng luôn. Hoặc là các bác có thể mua âm ly này ha, đánh với cặp này. Đấy, tiếng cực kỳ hay luôn các bác, rất là sắc nét ha. Đờ Nông 930. Rồi, mặt mũi thì cũng còn khá đẹp này, các bác xem qua một lần ha. Đây là phía trên nắp lưng đây. Đấy, nắp lưng đây ha, hàng bãi Nhật về cũng còn khá là mới. Rồi, và đây là bên trong nội thất của âm ly đây. Đấy, con này về bên trong đẹp lắm. Và tất cả là zin hết ha. Đấy, nó chạy 4 sò thang các bác. Sò nằm phía bên trong đây này, nằm ở dưới cái vỉ tảng nhiệt ha. Chạy 4 sò thang. Rồi, tất cả là hàng nguyên zin nguyên bản hết. Rồi, và tiếp theo là phía sau của âm ly đây. À, những đường vào này, AUX này, tuner này các bác này. Điện 100V, công suất là 156W. Đấy, hai cầu loa AB. Trở kháng là từ 6 tới 16, A cộng B là 12 tới 16 ha. Rồi, Đờ Nông 930. À, con này tất cả là nguyên bản hết ha. Nghe cực kỳ hay trong cái tầm giá này các bác. Đờ Nông 930. Rồi, con này em có xin báo giá với các bác 3 triệu 9 ha. 3 triệu 9, con này là em bao ship này. Đờ Nông 930. Rồi, và cuối cùng là con âm ly Đờ Nông BMA 750. Con này thì size nó to hơn. Đấy, size lớn ha. Chơi được AB cộng B này. Đấy, bát, chép, ba lăng, low net này các bác này. Đấy, những con Đờ Nông thì tiếng hay lắm, các bác cứ yên tâm. Và chơi loa Nhật, loa Mỹ đều hay ha. Đấy, con này màu trắng còn rất đẹp, mặt mũi này. Rồi, đây là phía trên nắp lưng đây. Đấy, có những cái đốm đốm ha. Liti. Rồi, và tiếp theo là bên trong phần nội thất. Đây, bên trong các bác này. Đấy, một cái nguồn đây ha. Nguồn lớn và nó chạy sò Senken 2 vít. Bên đây hai con này. Bên đây hai con nữa là 4 này. Đấy, vĩ mặt còn đẹp lắm. Các bác xem kỹ ha. Dây điện màu còn đẹp này. Đấy. Bên trong tất cả là đẹp xinh nguyên bản hết ha. Rồi, đây là phía sau của âm ly đây. Điện 100V, công suất 200W ha. Con này công suất lớn này. Đấy, đường vào AUX tuner này. Hai cầu loa AB, trở kháng từ 4 tới 16. A cộng B là 8 tới 16 ha. Rồi, Đờ Nông 750. Con này các bác ghép loa 30 thì cực kỳ căng luôn. Đấy, rất là mạnh ha. Bát lên rất nhiều và chép cũng vậy. Đấy, tiếng sáng lắm, các bác chơi con này hay. Rồi, Đờ Nông 750 em có xin báo giá với các bác. Đấy, con này thì là 3 triệu 8 ha. 3 triệu 8, con này là em bao ship này. Đấy, bác nào quan tâm thì các bác gọi giúp em. Này, cái bảng bên đây các bác. Đấy, 0981 384842. Và em có xin chào các bác nhé.